xung kích quân đoàn 3, tác giả chuẩn tướng Trần Quang Khôi. Lời giới thiệu. Thưa quý vị, sau khi Mỹ đơn phương ký Hiệp định Paris với Cộng sản Việt Nam đầu năm 1973 rút quân bỏ rơi chúng ta, báo chí truyền thông Mỹ mở chiến dịch rầm rộ, bôi nhọ quân lực chúng ta. Quân Cộng sản Bắc Việt nắm lấy thời cơ, không ngừng vi phạm Hiệp định Paris, tấn công chúng ta liên tục ở miền Nam Việt Nam, đồng thời Quốc hội Hoa Kỳ cắt đứt viện trợ quân sự. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa buộc phải chiến đấu tự vệ trong thiếu thốn kinh khủng về trang bị, quân dụng, đạn dược, xăng dầu. Lúc bấy giờ ở vùng một chiến thuật, trên tuyến đầu của Tổ quốc, ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, các đơn vị tổng trừ bị, dù thủy quân lục chiến, biệt động quân, cùng các sư đoàn 1, sư đoàn 2, sư đoàn 3 bộ binh và các đơn vị nghĩa quân, địa phương quân của chúng ta phải chiến đấu ngày đêm vô cùng gian khổ, giành nhau từng thước đất với quân thù Cộng sản Bắc Việt. Dân chúng miền Nam Việt Nam bị tuyên truyền xảo quyệt của báo chí truyền thông Mỹ và Cộng sản Bắc Việt, nên đa số hiểu sai khả năng thực sự của quân lực chúng ta. Có biết bao anh hùng tử sĩ đã hy sinh để bảo vệ miền Nam Việt Nam thân yêu của chúng ta. Những năm tháng cuối của cuộc chiến, mặc dù gặp muôn ngàn khó khăn về yểm trợ và tiếp vận, quân lực chúng ta vẫn chiến đấu bền bỉ kiên cường, làm cho Bộ trưởng Ngoại giao Kissinger có lúc mất bình tĩnh phải thốt ra: sao bọn chúng chưa chết vứt đi cho rồi? Chẳng những quân lực chúng ta không chết đi mà còn đánh trả quân xâm lược những đòn chí tử cho đến phút cuối. Nhưng Xuân Tha Hương nhớ người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, nhớ anh thương binh sống tuổi nhục đau đớn ở quê nhà, tôi xin đăng lại một chiến tích xuất sắc đáng được hãnh diện về quân lực của chúng ta. Trận đánh Đức Huệ. 1. Tình hình chung ở vùng 3 chiến thuật. Sau khi ký Hiệp định Paris đầu năm 1973, quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam bắt đầu rút quân về nước. Các đơn vị chủ lực của Cộng sản Việt Nam ở vùng 3 chiến thuật gồm 3 sư đoàn bộ binh 579 và các đơn vị đặc công ém quân bên kia biên giới Việt Miên thường xuyên xâm nhập vào lãnh thổ nước ta, quấy nhiễu hoặc bao vây tấn công các đồn biên phòng của chúng ta dọc theo biên giới ở các tỉnh Hậu Nghĩa, Tây Ninh, Bình Long và Phước Long. Chủ lực của quân đoàn 3 gồm có 3 sư đoàn bộ binh 5, 18, 25 và lữ đoàn 3 bộ binh được yểm trợ trực tiếp của tiểu đoàn 46 pháo binh 155 ly, tiểu đoàn 61 pháo binh 105 ly và liên đoàn 30 công binh dưới quyền chỉ huy của Trung tướng Nguyễn Văn Minh. Một mặt phải lo dàn mỏng quân ra thay thế lực lượng 2 giả chiến Hoa Kỳ để bảo vệ lãnh thổ chống lại chủ trương giành dân lấn đất của Cộng sản sau Hiệp định Paris ra đời. Mặt khác, Trung tướng Nguyễn Văn Minh, tư lệnh quân đoàn 3 phạm sai lầm rất lớn về tổ chức và sử dụng lực lượng, đó là giải tán lực lượng xung kích quân đoàn 3 và phân tán nát lữ đoàn 3 kỵ binh ra từng mảnh nhỏ. Sau khi tôi rời lữ đoàn đi du học ở Hoa Kỳ năm 1972, hai sự kiện đó đã làm cho quân đoàn 3 bị suy yếu trầm trọng và hoàn toàn bị mất đi tính di động. Vì thế mà Lộc Ninh bị địch chiếm và các đồn biên phòng ở Tây Ninh lần lượt bị lọt vào tay địch. Tháng 7 năm 1973, tôi từ Mỹ trở về nước. Trung tướng Phạm Quốc Thuần cũng vừa thay thế Trung tướng Nguyễn Văn Minh đảm nhiệm chức vụ tư lệnh quân đoàn 3. Ông nghe tiếng tôi đã từng chỉ huy chiến đoàn 318 và lữ đoàn 3 kỵ binh đánh thắng nhiều trận lớn trên chiến trường Campuchia từ thời đại tướng Đỗ Cao Trí trong hai năm 1970-1971, nên vận động xin tôi về trở lại quân đoàn 3 với ông. Ngày 7 tháng 11 năm 1973, tôi nhận quyền chỉ huy lữ đoàn 3 kỵ binh ở Biên Hòa. Việc đầu tiên là tôi gom các đơn vị thiết giáp bị phân tán về lại lữ đoàn và trình Trung tướng Thuần gấp rút tổ chức lại lực lượng xung kích quân đoàn 3 theo mô hình tổ chức của đại tướng Đỗ Cao Trí. Ông cho tôi toàn quyền hành động. Tình hình quân sự ngày càng nặng sau khi quân Mỹ rút đi. Trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, nhiều chiến xa T-54 địch xuất hiện lần đầu tiên ở miền Nam trên chiến trường ở An Lộc, nên tôi tiên đoán chiến trường tương lai, chiến xa địch có thể xuất hiện ở Biên Hòa.
tôi xin quân đoàn trang bị cho tất cả các đơn vị địa phương quân ở Biên Hòa súng phóng hỏa tiễn M72 chống chiến xa, được phép huấn luyện họ sử dụng các loại vũ khí này và huấn luyện họ phối hợp tác chiến với thiết giáp, đồng thời tích cực tổ chức địa thế chống chiến xa địch chung quanh thành phố Biên Hòa. Các đường xâm nhập vào thành phố đều được thiết kế đặt mình chống chiến xa và hầm hào chống chiến xa địch. Chính nhờ nỗ lực này của Lữ đoàn 3 kỵ binh mà sau này trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 của Cộng sản Bắc Việt, quân đoàn 4 Cộng sản đã thất bại trong kế hoạch đánh chiếm tỉnh Biên Hòa và sư đoàn 341 Cộng sản bị quân ta đánh bại ở Biên Hòa trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tôi ra sức cải tổ lại Lữ đoàn 3 kỵ binh cho phù hợp với địa thế Việt Nam. Mỗi chi đội chiến xa có 3 chiến xa M48 thay vì 5 chiếc. Tôi cơ động hóa pháo binh bằng cách dùng xe xích M548 biến cải chở pháo 105 ly. Tôi tổ chức lực lượng xung kích quân đoàn 3 thành một đại đơn vị liên binh thiết giáp biệt động quân pháo binh công binh hoàn toàn cơ động gồm 3 chiến đoàn 315, 318 và 322. Tôi gấp rút huấn luyện tác chiến liên binh thuần thục và thường xuyên công tác tư tưởng để mọi quân nhân hiểu rõ địch, hiểu rõ nhiệm vụ và mục tiêu chiến đấu của chúng ta, nhất là để mọi chiến sĩ dưới quyền có niềm tin ở sự chỉ huy của tôi. Đến hạ tuần tháng 3 năm 1974, lực lượng xung kích quân đoàn 3 đã trở thành một đại đơn vị cơ động tinh nhuệ, sẵn sàng lên đường chiến đấu. Tình hình đặc biệt. Cuộc chiến đấu anh hùng của tiểu đoàn 83 biệt động quân căn cứ Đức Huệ nằm khoảng 56 km hướng Tây Bắc Sài Gòn, gần biên giới Việt Miên thuộc quận Đức Hòa, tỉnh Hậu Nghĩa, do tiểu đoàn 83 biệt động quân biên phòng trấn giữ với quân số trên dưới 420 người, cùng với gia đình vợ con binh sĩ và khoảng 80 người, sống trong căn cứ nguyên là một trại lực lượng đặc biệt của Mỹ để lại. Tiểu đoàn trưởng là thiếu tá Hoa Văn Hạnh, khi xảy ra trận chiến thì thiếu tá Hạnh đi nghỉ phép vắng mặt. Thiếu tá Nguyễn Văn Bảo, tiểu đoàn phó thay thế chỉ huy. Tiểu đoàn 83 biệt động quân có 4 đại đội tác chiến và 1 đại đội chỉ huy và công vụ. Trung úy Thạch Thông chỉ huy đại đội 1, Trung úy Hiền chỉ huy đại đội 2, Trung úy Thất chỉ huy đại đội 3, Trung úy Tụi chỉ huy đại đội 4, và Trung úy Vạn chỉ huy đại đội chỉ huy và công vụ. Được tin tình báo Việt Cộng sẽ đến đánh căn cứ, thiếu tá Nguyễn Văn Bảo cho 3 đại đội tác chiến ra ngoài căn cứ, 1 đại đội bố trí các điền đồn an ninh xa và 2 đại đội hành quân tìm và diệt địch ngoài xa căn cứ, còn lại 1 đại đội tác chiến trừ bị bố phòng trong căn cứ. Đêm 27 tháng 3 năm 1974, một đại đội đặc công cộng sản xâm nhập được vào bên trong căn cứ Đức Huệ. Vào lúc 2 giờ sáng ngày 28 tháng 3 năm 1974, chúng chiếm được một góc trong căn cứ. Ngay từ những phát súng nổ đầu tiên, thiếu tá Bảo bị thương ở chân, gọi được 3 đại đội tác chiến bên ngoài gấp rút trở về. Tiểu đoàn tập trung lại phản quyết liệt. Bên ngoài căn cứ, sư đoàn 5 cộng sản, công trường 5 bao vây chặt. Pháo binh địch tập trung hỏa lực pháo kích vào căn cứ rất dữ dội. Bên trong căn cứ biệt động quân và đặc công cộng sản cận chiến giành nhau từng vị trí một, đánh nhau bằng lưỡi lê và lựu đạn. Đến sáng thì đại đội đặc công cộng sản bị quân ta tiêu diệt hết. Tiểu đoàn 83 biệt động quân làm chủ tình hình bên trong căn cứ, tổ chức lại phòng thủ chặt chẽ và sử dụng pháo binh của tiểu khu Hậu Nghĩa bắn yểm trợ hỏa lực chung quanh căn cứ. Trong khi đó, các đại đội tác chiến biệt động quân bố phòng bên trong, chặn đứng các đơn vị xung phong bên ngoài của các đơn vị bộ binh sư đoàn 5 cộng sản. Hai bên giao chiến ác liệt, ngày đêm không ngừng nghỉ. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 liền điều động Bộ Chỉ huy Liên đoàn 33 biệt động quân do Trung tá Lê Tất Biên phụ trách sang Đức Hòa cùng với Tiểu đoàn 64 biệt động quân do Thiếu tá Nguyễn Chiêu Minh chỉ huy. Ngày 31 tháng 3 năm 1974, đại đội 3 thuộc tiểu đoàn 64 biệt động quân khoảng 50 người do Trung úy Anh chỉ huy được trực thăng vận xuống căn cứ Đức Huệ tăng cường cho tiểu đoàn 83 biệt động quân. Đồng thời tiểu đoàn 64 biệt động quân vượt sông Vàm Cỏ Đông
ở gần nhà máy đường Hiệp Hòa nhập với tiểu đoàn 36 biệt động quân, làm hai cánh quân tiến song song về hướng căn cứ Đức Huệ, ở cách đó chừng 10 cây số đường chim bay về hướng Tây. Tiến được chừng 2 cây số, khoảng hơn một trung đoàn bộ binh thuộc sư đoàn 5 Cộng sản từ những vị trí hầm hố đào sẵn xông lên tấn công mạnh, đồng thời pháo binh địch tập tực bắn xối xả vào đội hình của hai cánh quân này, gây tổn thất nặng. Cuối cùng, tiểu đoàn 64 biệt động quân và tiểu đoàn 36 biệt động quân buộc phải gom quân rút lui về lại bên này bờ sông Vàm Cỏ. Sư đoàn 25 bộ binh hành quân giải tỏa. Tiếp theo, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 giao nhiệm vụ cho sư đoàn 25 bộ binh do Đại tá Nguyễn Hữu Toán chỉ huy tổ chức hành quân giải tỏa căn cứ Đức Huệ. Đại tá Toán liền điều động các đơn vị thuộc sư đoàn đang hành quân trong vùng lân cận biên giới từ phía Bắc đến giải tỏa. Một căn cứ hỏa lực được thành lập tại làng Phước Chỉ thuộc tỉnh Tây Ninh. Căn cứ này nằm cách biên giới khoảng 2 km về hướng Nam, đồn biên giới An Hòa, và cách căn cứ Đức Huệ khoảng 13 km về phía Bắc. Ngoài tiểu đoàn pháo binh 105 ly cơ hữu, sư đoàn phối trí trong căn cứ Phước Chỉ, còn có trung đoàn 46 sư đoàn 25 bộ binh được tăng cường chi đoàn 3/10 thiết kỵ. Chi đoàn trưởng chi đoàn này là Đại úy Trần Văn Hiền. Tất cả lực lượng liên binh này được đặt dưới quyền điều động của Trung tá Cao Xuân Nhuận, trung đoàn trưởng trung đoàn 46 bộ binh, và được giám sát chỉ huy bởi Bộ Tư lệnh Sư đoàn 25 bộ binh ở Củ Chi. Để đối phó với quân đoàn giải tỏa của Sư đoàn 25 bộ binh, quân địch đã chủ động tổ chức địa thế, bố trí quân kín đáo chờ đánh quân tiếp viện. Chúng đặt các chốt chặn trên trục tiến quân của ta không vượt qua được, đồng thời pháo binh tầm xa của chúng nằm sâu bên kia biên giới, mở những trận địa pháo chính xác liên tục và ác liệt, gây nhiều thương vong cho trung đoàn 46 bộ binh, làm tê liệt các cánh quân không điều động được, nên kế hoạch giải tỏa của sư đoàn 25 bộ binh thất bại. Một phi cơ quan sát N-19 bị phòng không địch bắn rơi gần đó, trung đoàn không tiếp cứu nổi phi hành đoàn. Sau đó quân địch pháo kích tập trung hỏa lực thẳng vào căn cứ Phước Chỉ bằng hỏa tiễn 107 ly và 122 ly, khiến Trung tá Cao Xuân Nhuận, trung đoàn trưởng trung đoàn 46 sư đoàn 25 bộ binh bị tử thương. Trong suốt thời gian gần một tháng, quân bạn không đem lại một kết quả khả quan nào. Hàng ngày vẫn bị pháo kích dồn dập, trực thăng tản thương và tiếp tế bị bắn rớt ngay trong căn cứ. Một khu trục cơ Sky Raider yểm trợ hành quân và một phi cơ DC-3 thả dù tiếp tế bị hỏa tiễn SA-7 bắn rơi. Những cánh dù mang lương thực và đạn dược cho căn cứ Đức Huệ thường bay ra ngoài vòng rào và lọt vào tay quân địch. Như vậy là cả hai nỗ lực từ phía sông Vàm Cỏ Đông của biệt động quân qua và từ phía Bắc của sư đoàn 25 bộ binh xuống đều bị thất bại trong việc tiếp cứu tiểu đoàn 83 biệt động quân. Những anh hùng Alamo Việt Nam. Bên trong căn cứ, trong lúc đó, các chiến sĩ tiểu đoàn 83 biệt động quân và đại đội 3 của Trung úy Anh thuộc tiểu đoàn 64 biệt động quân dưới quyền chỉ huy của thiếu tá Nguyễn Văn Bảo chiến đấu vô cùng anh dũng. Càng đánh càng hăng, từ lúc đầu cận chiến với đặc công địch bằng lưỡi lê và lựu đạn bên trong căn cứ, cho đến về sau này phải chiến đấu đẩy lui các đợt xung phong của địch ngày đêm không ngừng nghỉ. Cùng, lương thực và đạn dược bắt đầu cạn, căn cứ bị cô lập không được tiếp tế, không tản thương được. Nhưng không vì thế mà tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ biệt động quân bị suy giảm, họ thề quyết tử với quân thù. Gia đình vợ con của các chiến sĩ biệt động quân trong căn cứ cũng tích cực tham gia chiến đấu bên cạnh chồng, cha họ. Họ cổ võ, họ giúp tản thương, cứu thương tiếp tế đạn dược và lo cơm nước. Có những người còn cầm súng chiến đấu vô cùng dũng cảm. Mặc dù tỷ lệ quân số giữa ta và địch quá chênh lệch, quân địch không sao dứt điểm được. Xác địch chồng chất ngổn ngang bên trong và bên ngoài căn cứ Đức Huệ. So sánh sự tử thủ nổi tiếng của quân đội Mỹ ở đồn binh Alamo năm 1836 do Trung tá William Barrett Travis chỉ huy với quân số 189 người chống lại sự bao vây và tấn công của hơn 2.000 quân Mỹ với tỷ lệ quân số hai bên là 1/11. Sau 13 ngày đêm tử chiến,
đồn binh bị quân địch tràn ngập ngày 6 tháng 3 năm 1836. Tất cả 189 chiến sĩ trong đồn đều bị tử trận, chỉ còn sống sót 14 người là đàn bà và trẻ con, khoảng 1.600 quân Mễ bị giết. Hoặc so sánh sự tử thủ nổi tiếng của quân Lê Dương Pháp ở làng Cameron ngày 30 tháng 4 năm 1863 với 65 chiến sĩ do Đại úy Danjou chỉ huy chống lại sự bao vây và tấn công của 2.000 quân Mễ với tỷ lệ quân số hai bên là 1/34. Sau 11 giờ tử chiến, quân Lê Dương Pháp giết hơn 300 quân Mễ, vị trí phòng thủ bị tràn ngập, 62 quân Lê Dương Pháp bị giết, còn sống sót 3 người bị trọng thương. Tiểu đoàn 83 biệt động quân phòng thủ trong căn cứ Đức Huệ với quân số khoảng 420 người, được tăng cường 50 người của đại đội 3 thuộc tiểu đoàn 64 biệt động quân, tổng cộng quân số 470 người, chống lại sự bao vây và tấn công của hơn 6.500 quân của sư đoàn 5 Cộng sản, với tỷ lệ quân số đôi bên là 1/13, sau hơn một tháng chiến đấu quyết liệt từ ngày 27 tháng 3 năm 1974 đến ngày 28 tháng 4 năm 1974. Giữ vững vị trí phòng thủ, giết hơn 200 quân địch và gây thương tích cho khoảng 500 tên khác, tổn thất bên biệt động quân là 24 chết và hơn 100 người bị thương. Mặc dù thời đại có khác nhau, mẫu số chung của những anh hùng ở Alamo, Cameron và Đức Huệ là sự quyết tâm tử thủ bằng mọi giá. Với tỷ lệ quân số đôi bên chênh lệch như thế, họ vẫn hiên ngang chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, đến hơi thở cuối cùng. Có thể nói không quá đáng là những chiến sĩ biệt động quân chiến đấu ở căn cứ Đức Huệ đích thực là những anh hùng Alamo Việt Nam. Sự chiến đấu kiên cường và dũng cảm của biệt động quân ở căn cứ Đức Huệ còn chứng minh hùng hồn cho thế giới thấy rằng tinh thần và khả năng chiến đấu của quân lực chúng ta không thua bất cứ quân đội tân tiến nào trên thế giới. Một số người thiển cận và một số dư luận báo chí kỳ thị của Mỹ cho rằng khi quân đội Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa thiếu tinh thần chiến đấu đưa đến việc mất miền Nam Việt Nam. Nhận định này là vô lý và hoàn toàn sai sự thật. Mất miền Nam Việt Nam rõ ràng là vì quân ta thiếu phương tiện chiến đấu, chứ không phải thiếu tinh thần chiến đấu. Ba, lữ đoàn 3 kỵ binh, lực lượng xung kích quân đoàn 3 xuất trận. Vấn đề vô cùng khẩn trương lúc đó là việc tản thương, cứu thương và tiếp tế lương thực, nước uống, đạn dược cho căn cứ Đức Huệ. Trong lúc mọi đường giao thông liên lạc vào căn cứ đều bị sư đoàn 5 Cộng sản hoàn toàn cắt đứt nhiều ngày. Căn cứ bị cô lập và bị bao vây chặt. Tình hình bên trong căn cứ rất căng thẳng. Ngày 17 tháng 4 năm 1974, Trung tướng Phạm Quốc Thuần, tư lệnh quân đoàn 3 gọi cho tôi. Lúc bấy giờ tôi đang chỉ huy lữ đoàn 3 kỵ binh hành quân thám sát khu Tam Giác Sắt và vùng Hố Bò. Sau khi chiến đoàn 315 của Trung tá Dương Ngọc Thanh đập tan tiểu đoàn Tây Sơn thuộc Trung đoàn 101 địa phương Việt Cộng, giải tỏa áp lực địch xung quanh đồn Bò Cạp và đồn Chà Rầy thuộc chi khu Trảng Bàng của tỉnh Tây Ninh, tôi lên trực thăng chỉ huy bay về Biên Hòa, trình diện Trung tướng tư lệnh quân đoàn. Ông tiếp tôi và cho tôi biết qua tình hình địch và bạn và tình hình hiện nay trong căn cứ Đức Huệ. Sau đó, Trung tướng ra lệnh cho tôi lấy trực thăng bay qua Đức Hòa xem xét tình hình chiến sự bên đó, rồi về trình cho ông biết ý kiến. Tôi liền lên trực thăng bay qua Đức Hòa. Trên đường bay, tôi mãi mê lo nghĩ phải làm gì để đối phó với sư đoàn 5 Cộng sản đây. Linh tính cho tôi biết có thể tôi sẽ được Bộ Tư lệnh Quân đoàn chỉ định giải quyết tình trạng nguy kịch ở căn cứ Đức Huệ. Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn. Cách đánh của quân địch từ trước đến nay vẫn là công đồn đã viện. Địch chủ động tổ chức chiến trường nhiều ngày chờ ta đến. Pháo binh tầm xa của chúng bố trí an toàn bên kia biên giới và sẵn sàng mở những trận địa pháo chính xác và ác liệt, khó lọt qua được. Địch lại nắm ưu thế về quân số và địa thế. Ta có lực lượng thiết giáp hùng hậu, ta làm chủ không phận và có không lực yểm trợ mạnh mẽ. Nhưng gần đây, quân địch được trang bị nhiều vũ khí tối tân của Liên Xô, như hỏa tiễn phòng không tầm nhiệt SA-7 đã gây cho không lực ta nhiều tổn thất đáng kể. Và hỏa tiễn chống chiến xa AT-3, một loại hỏa tiễn lợi hại có bộ phận điều khiển giống hỏa tiễn thô chống xe tăng của Mỹ,
Tôi đã từng gặp hỏa tiễn AT-3 này một lần trên chiến trường Campuchia, mãi mê suy nghĩ trực thăng đáp xuống sân bay Đức Hòa lúc nào không biết. Khi một loạt đạn pháo kích của địch nổ chát chúa chung quanh trực thăng làm tôi giật mình bừng tỉnh, tôi cầm tấm bản đồ phóng nhanh xuống đất và ra dấu cho trực thăng bay đi. Tôi vội lên xe Jeep đang chờ và cho tài xế chạy nhanh đến nhà máy đường Hiệp Hòa, là nơi Bộ Chỉ huy Liên đoàn 33 biệt động quân đang tạm đóng. Tôi leo lên tầng cao nhất của nhà máy, ở đây nhìn ra ngoài. Ta thấy con sông Vàm Cỏ Đông uốn khúc bên dưới, bên kia sông là một dãy đất trải dài xa tấp đến tận biên giới Việt Miên. Trung tá Lê Tất Biên, Liên đoàn trưởng Liên đoàn 33 biệt động quân, tiếp tôi và thuyết trình cho tôi rõ tình hình của cánh quân biệt động quân ở phía đông căn cứ Đức Huệ. Sau khi vượt sông Vàm Cỏ Đông thất bại, tiểu đoàn 36 biệt động quân và tiểu đoàn 64 biệt động quân đang tổ chức lại hàng ngũ, bổ sung quân số và chờ lệnh mới của Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Kế hoạch hành quân của Lữ đoàn 3 kỵ. Rời Bộ Chỉ huy của Liên đoàn 33 biệt động quân, tôi lên trực thăng bay về hướng biên giới. Tôi cho trực thăng bay thật cao để có thể nhìn tổng quát bên dưới và cũng đề phòng phòng không của địch bố trí dày đặc ở bên dưới. Bay qua khỏi sông Vàm Cỏ Đông là đến vùng biên giới Việt Miên. Bên này biên giới là một dãy đất bằng phẳng sình lầy, chi chít những kênh lạch gần giống như vùng Đồng Tháp 10 ở miền Tây. Xa xa trên đất Miên là những làng mạc rải rác vắng vẻ. Nằm xa tích về hướng Nam là căn cứ Đức Huệ lẻ loi cô độc. Tôi cho trực thăng bay sâu vào đất Miên, thị trấn Chi Pu của Campuchia xuất hiện ở phía trước. Về phía nam một chút, có một khu rừng chừng 10 mẫu tây gây sự chú ý của tôi. Tôi chợt nhớ lại cách đó 4 năm, trong cuộc hành quân toàn thắng 42 cuối tháng 4 năm 1970, tôi có đi qua khu rừng này và tôi có biết rất rõ địa thế phía nam của thị trấn Chi Pu. Trong chớp mắt, tôi thấy ngay là phải hành động như thế nào để đánh bại sư đoàn 5 Cộng sản, cứu tiểu đoàn 83 biệt động quân ở căn cứ Đức Huệ. Quả thật giản dị đúng như Napoleon nói, chiến tranh là một nghệ thuật giản dị và tất cả là cách thực hiện trên chiến trường. Trong đầu tôi hiện ra cách thực hiện một kế hoạch hành quân giản dị, trong đó hành động táo bạo, nhanh chóng và hoàn toàn bất ngờ là chìa khóa của thắng lợi. Lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Trở về hậu cứ của lữ đoàn ở Biên Hòa, tôi liền tự tay phát họa ra kế hoạch phản công trong vòng 20 phút. Đặc điểm của kế hoạch này là sự giản dị tối đa và bất ngờ hoàn toàn. Toàn bộ lực lượng xung kích quân đoàn 3 sẽ cùng tôi vượt biên đêm và bí mật tiến sâu vô lãnh thổ Campuchia về hướng Chi Pu. Nỗ lực chính là đột kích đêm vào hậu tuyến của sư đoàn 5 Cộng sản từ hướng Nam Chi Pu. Phải hết sức giữ bí mật và hành động thật nhanh, tập trung toàn bộ sức mạnh của thiết giáp, khai thác tối đa tốc độ và shock action trên trận địa, không cho địch trở tay kịp.